tập tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chào đón các thực khách đến tham gia cùng chương trình. Các món ăn đối với tôi nấu rất là dễ, như con bò rụng lông mà cây me rụng lá, cho nên tôi siêu đầu bếp. Chúng tôi ăn cần mỡ, bắp cần bơ, muốn ăn cần chờ. Siêu bếp làm cơ, tôi chính là siêu bếp. Các thực khách sẽ trổ tài phán đoán của mình để tìm ra ai là siêu bếp. Chị ơi, vậy làm cá này sao sạch vậy? Thì có vải em cứ đánh vải ra là sạch thôi. À, anh làm bếp bao lâu rồi anh ha? Tới nay là cũng được ba mấy năm rồi á. Làm ba mấy, anh nhiêu tuổi rồi? Tôi là 28 rồi anh. 28 rồi anh. Ôi mệt quá rồi. Những lựa chọn của họ sẽ như thế nào? Ai sẽ phải nếm thử những món ăn khó ăn nhất? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 4 chương trình Truy tìm siêu bếp sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020 lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.